Ngày hôm nay tôi sẽ cùng với bạn thân của tôi, vô đây, bọn tôi sẽ cùng nhau nhận nuôi thú cưng mới. Thế nhưng mà giờ nuôi con gì giờ ta? Thôi mình nuôi con thỏ, mình nuôi con heo, cá heo đi. Nuôi con heo à? Bạn tưởng tượng trong phòng mình nguyên con heo chạy qua nhà. Bây giờ nhá, tôi nghĩ là chúng ta sẽ nuôi cái con gì đó độc lạ xíu. Ví dụ như nuôi khủng long. À không, rắn, nhầm, con khủng long không được. Nhìn rắn hả? Con rắn nè, ôi, con kỳ đà nè. Rắn, con kỳ đà nuôi sợ mà. Tôi nghĩ là chúng ta hãy nuôi cái con gì nó phải dễ thương, nó phải dễ nuôi nữa. Mình nuôi sư tử đi. Let's go, nuôi sư tử thôi. Thôi đùa với anh em vậy thôi. Thật ra là mới nãy tôi có đọc một cái comment của một bạn fan ở trên YouTube. Thì bạn ấy có bảo tôi là anh ơi, anh hãy nhận nuôi một con gì đó đi anh. Thì tôi nghĩ là nhận nuôi một con gì đó hả? Là sao ta? Cái này là chắc chắn là các bạn xem video của Kyron với Simmy là hai bạn ấy nhận nuôi hai con robot. Cho nên là các bạn kêu tôi là nhận nuôi con gì đó đúng không? Trời. Nhưng mà tôi thì tôi không có tiền mua robot giống như là Sim với Kai đâu. Tôi nghèo lắm mấy bạn ạ. Nên là tôi nghĩ rằng là tôi sẽ nhận nuôi một con vật gì đó thật là dễ thương và là vật sống luôn nha các bạn nha. Thì từ đó giờ tôi đã từng nuôi bé Cam, bé Bông, đã từng nuôi Bạch Tuyết là hai con mèo, một con chó rồi. Thì tôi cũng chưa biết là tôi phải nuôi thêm con gì nữa. Nói chung là từ lúc mà tôi ra Sài Gòn á thì không được gặp Bông với Cam nữa, thì tôi cũng rất là nhớ Bông với Cam. Cho nên là chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm để xem coi có bé Cuốn hay là bé gì đó dễ thương chúng ta nuôi nha mọi người nhá. Let's go. Ok 500 anh em, bây giờ thì tôi đang trên xe để đi đến cái tiệm mà bán thú cưng nè. Tôi hy vọng là tôi sẽ kiếm được một con vật gì đó thật là phù hợp với tôi. Mới đầu thì tôi tính là tôi sẽ nuôi cá heo ấy ba. Giỡn thôi, cá heo ai bán đúng không? Tôi sẽ ra ngoài đó tôi kiếm cái con gì dễ thương xíu mình nuôi, bạn hiểu không? Đây có Kyron đi chung với tôi nè. À quên, Kyron cũng tính là đi mua thỏ để nuôi á. Ông nào muốn xem video Kyron nuôi thỏ qua bên kênh Kai coi nha. Để, còn tôi thì tôi sẽ đi kiếm con gì thật là cute để tôi nuôi. Nói chung là lúc trước ở ngoài Huế á thì tôi nuôi bé Cam, bé Bông. Còn ra ngoài Sài Gòn thì tôi không có nuôi con gì hết thì cũng thấy hơi buồn. Cho nên là cũng muốn mua con gì đó về cho nó làm bạn với mình nữa mà. Ok, đi đến đó sẽ quay tiếp cho mọi người xem nha. Let's go. Bây giờ mình sẽ vào trong để xem bên trong có những em bé nào nha. Let's go. Đầu tiên khi mà đi đến đây nè, thì hai bé đầu tiên tôi thấy chính là hai bé chó của chúng ta. Đây là chó dòng gì nhờ? Bắt tay nè. Dễ thương ấy nhờ. Nhưng mà một em thì em đen này sao nhìn ốm, còn em trắng này nhìn mập quá vậy? Hả? Em đen ăn nhiều vô em. Tôi với Kyron đi đến shop á, thì hiện tại là bọn tôi đang có dự định là bọn tôi sẽ mua hai con thỏ. Một con màu đen với con màu trắng là con của Kai với lại con của tôi đó. Nhưng mà Kyron thì kêu là Kyron còn suy nghĩ thêm nữa, cho nên tí nữa để coi Kyron mua con gì. Giờ tôi sẽ vào xem nha. Mới vừa nhắc đến thỏ là ở đây có thỏ nè. Ở chỗ này chúng ta sẽ có một bé thỏ rất là dễ thương. Nó có cắn không ta? Chắc không cắn đâu ha. Không cắn đâu ha. Ngày xưa tôi cũng đã từng nuôi thỏ rồi, nếu bạn nào mà nhớ ngày xưa tôi đã từng quay cái vlog và tôi đã từng nuôi thỏ rồi. Nhưng con thỏ của tôi là thỏ kiểu người ta nuôi để người ta làm thịt. Cho nên thỏ nhìn nó cũng hơi không được đẹp lắm. Nhưng mà mấy bé thỏ đây là mấy bé thỏ để nuôi làm thú cưng các bạn thấy không? Cho nên nhìn rất là đáng yêu luôn. Tay cụp xuống nè, trông rất là dễ thương luôn. Ở bên này thì chúng ta sẽ có thêm những bé thỏ khác nữa. Thì bé thỏ này có giá là 600k các bạn ạ. 600 cành, 600 cành bé này mà nhìn bé này nó to như thế này á. Wow. Mà bé này hơi bị hiền luôn nha mọi người, đụng vô thoải mái nha, không bị sao hết này. Tôi nghĩ rằng là nuôi thỏ là hợp lý nhất các bạn ạ. Tại mình nuôi thỏ là mình có thể nựng nó nè, mình có thể ôm ấp nó nè, và nó nhỏ nữa, mình dễ nuôi nữa. Đấy. Các bạn coi coi nhai kìa, các bạn coi miệng nhai ghét chưa? Trời ơi, nhai nhìn ghét dễ sợ. Bên này bên này thì sẽ có những bé hamster. Ui bên này, ui cái quay. Bên này nhìn cute vậy, con bên dưới nè, nó nằm nó ăn luôn mọi người ạ. Có ông kia ông chui vô cái tô ông ngồi luôn kìa. Trời ơi là trời. Tôi thì tôi cũng tính nuôi hamster cho nó bé bé xinh xinh thôi, với lại dễ nuôi nữa. Nhưng mà thường á, hamster là người nào phải nuôi kỹ lắm kìa. Tại vì hamster là một cái loài rất là nhạy cảm luôn. Nhiều khi các bạn chỉ cần hù nó một cái thôi là nó tăng xuất khỏi trái đất luôn á. Kiểu thế. Nên là nuôi mấy con này là phải khéo lắm. Tôi nghĩ rằng là tôi chắc tôi tính tôi hơi cẩu thả nên tôi không có nuôi được hamster. Bên này thì chúng ta sẽ có thêm những em nhím nữa. Đây bên này có con nhím này. Nhím á thì tôi thấy rằng á nha, là nhím á là nó cũng rất là dễ thương, nó cũng rất là bé bé đáng yêu luôn. Nhưng mà tôi nghĩ nhím thì chắc là mình không có nựng nó được. Con này đang nằm ngủ nè các bạn. Ui, ngủ ngon đó nha. Anh em thì đang ăn còn ông này thì đang nằm ngủ. Rồi tỉnh rồi. Bị ông này khiều tỉnh rồi. Còn bên này là gì đây? Cái bên này là thằng lằn hả? Nguyên cái đuôi của nó luôn nè. Đẹp nha, nhìn cái đuôi nó. Tôi nhìn cái đuôi nó bự như thế này, tôi đoán con này chắc cũng phải mập dữ lắm đó mọi người ạ. Cái đuôi nó toàn mỡ không. Bây giờ thì chị chủ đang mở lòng ra cho mình xem thử bé mèo này. Ui, vậy mà không chạy chị ha. Ngoan ghê, hiền ghê.
dễ thương không? Sai, đáng yêu quá nha. Ơ nó đưa tay ra kìa. Em ơi, sợ rồi sợ rồi. Ở dưới đây cũng có thêm một bé mèo nè, đang hóng chuyện nè. Nhìn cái quần què gì tao đá mày giờ. Tôi đang không nuôi bông với cam là tôi chắc chắn là tôi sẽ mua em này về. Đáng yêu dễ sợ, e thẹn vậy không, núp đằng sau mày. Trời ơi là trời. Coi có cái ông này ông ngủ mà ông nằm vô cái tô ông ngủ luôn rồi. Ông ăn no xong ông ngủ trong cái tô luôn ấy má. Hai ông này thì từ nãy giờ vẫn đứng đây nhìn bọn tôi. Ừ chắc là muốn bọn tôi rước về nhà, đứng nhìn hoài à. Nhưng mà xin lỗi em nha, anh Dịch không cho nuôi. Anh Dịch không cho nuôi gọi là chó với mèo to quá, không cho nuôi. Nhưng mà nhìn dễ thương quá. Bạn từ nãy giờ bạn xem mấy em thỏ này, bạn có chốt được em nào chưa? Thấy cũng thích thích vậy em đó. Thấy cũng thích thích hả? Ừ đúng rồi. Mình là mình nghĩ rằng bạn nên mua bé nào màu kiểu màu trắng á, xong về nhộm cho cái đầu đỏ nữa, y chang bạn luôn. Hey yo, what's up bro? Đây là hình ảnh một thanh niên gọi là kiếm được đồ ăn xong ngồi vô góc ăn mình à, không chia sẻ cho ai hết. Tròn gió luôn mọi người ạ. À. Ú nào ú đừng luôn, cái này không phải là lông của nó đâu nha. Lông của nó rất là ngắn. Mấy bạn nhìn là bạn đang nhìn mỡ của nó thiệt á, chứ không phải lông nó đâu. Mỡ của nó dày vậy đó. Ê bạn, mình nói bạn nghe nè. Bây giờ anh em mình là bạn thân với nhau đúng không? Ừ. Mình mua cái gì cũng phải giống nhau. Ừ. Bây giờ ví dụ mình mua thỏ đi, mà bây giờ mấy em thỏ nè, bạn thấy nè, đó, ở trong lòng là có bạn bè chơi chung nhau đúng không? Đúng. Mà bây giờ bọn mình chia cách bọn nó tội nghiệp không? Ừ. Cho nên là bọn mình mua, mình sẽ mua hai con. Vậy là để cho nó chung. Hả? Không, mỗi thằng một con, đúng không? Là hai con. Thì tôi sẽ chọn con màu nào, các bạn hãy xem video của tôi các bạn sẽ biết. Còn mấy bạn muốn coi Kai sẽ chọn con màu nào thì hãy qua bên kênh Kai để xem nha. Hay bữa nào mình với bạn quay thêm cái vlog là cho hai con nó thi với nhau, thi ăn hay gì đó. Ờ, được quá. Thôi, được rồi, bây giờ tôi chốt là tôi sẽ mua thỏ nha các bạn. Tại vì vô hôm nay tôi không thể nào cưỡng lại sự đáng yêu của mấy em thỏ này. Cho nên là tôi sẽ chốt là nuôi thỏ đi. Ây da, chọn bé nào để ta, bé nào cũng xinh hết mọi người ạ. À. Bây giờ tôi sẽ bới thử em thỏ đầu tiên này của tôi. Ồ, em thỏ này là lông em thấy có hơi màu xám xám là... Dạ. Đây mấy bạn, cho mấy bạn xem nè các bạn. Đáng yêu chưa? Rất là dễ thương luôn nha mấy nấy. Xài ơi, đáng yêu thực sự. Trời ơi là trời. Tôi đi từ nãy giờ 3-4 vòng tôi quay lại, ông này vẫn còn ngủ. Vẫn chưa tỉnh dậy, vẫn còn ngủ. Cô tê thực sự. Ok anh em, bây giờ thì tôi sẽ bắt đầu đưa bé. Nó nhảy. Ủa nó nhảy. Bây giờ tôi sẽ đưa bé thỏ của tôi lên trên để khoe với mọi người, để coi là mọi người sẽ có bất ngờ gì về bé thỏ của tôi không nha. Ok đi thôi, let's go. Bây giờ thì tôi sẽ lên trên tầng của hội chị em trước. Hội chị em là bảo đảm thấy mấy con cute của này là hội chị em khoái lắm. Đấy. Rồi, ok. Đầu tiên thì tôi sẽ khoe bé thỏ này cho mẹ của bé là Sammy. À, để xem coi Sammy có thích gọi là con trai mới không? Đây là con trai nha. Sam ơi. Khoe Sam này nè. Quay lại. Đèn, thấy gì không? Cục bông còn. Ủa, tự nhiên nó cục bông còn chi bị khủng à. Trời ơi. Đâu vậy nè. Đẹp chưa? Xin giới thiệu Sam. Bé thỏ luôn. Ủa sao dơ vậy? Dơ đâu dơ, bé thỏ này là có màu xám với là màu trắng, Sam hiểu không? À, xám mà. Ui trời. Bê thử đi. Đụng hơi. Con này á là thỏ, gọi là giống thỏ, gọi là nhỏ hiểu không? Đây, coi cái chân coi. Nhìn nè, dễ thương nhìn nè. Ồ, đáng yêu chưa? Em nó nhỏ trong lòng bàn tay tôi chung nè. Đúng rồi, con này bé tí tẹo à. Mà sao thấy không, sao đấy không? Con thỏ bình thường lỗ tai nó to đúng không? Con này rồi. Lỗ tai nó bé tí tẹo à. Siêu à, trời. Nó đang gung á. Trời ơi, dễ thương quá vậy. Dễ thương không? Nhưng mà hiện tại giờ là Phong vẫn chưa biết đặt tên cho nó là tên gì hết các bạn ạ. Bạn nào có cái tên gì hay với bạn comment xuống bên dưới nha, mình sẽ đặt tên cho nó nha. Trời ơi, em có áo quần cho mặt không có sợ vậy? Có, có áo quần mà. Trời ơi, dễ thương quá vậy. Ủa, tên gì là nhờ mấy thằng pha đặt tên luôn hả? Đúng rồi. Và bây giờ là Sam giữ nó giúp Phong xíu nha. Phong xuống Phong lấy bộ quần áo cho nó nha. Ok. Nè, Sam nhớ nè, là chỉ cầm bên dưới chân nó thôi, không được cầm vào bụng nó nha. Không được cầm vào bụng nó nha. Đây, ở chỗ này thì Phong sẽ có thêm một cái phần nữa là áo quần cho bé thỏ. À, áo quần mới luôn. Giống con mèo, con chó, mèo nó có áo quần thì con thỏ không có, thấy không? Rồi đó. Đây là cái gì? Đây là cái túi cho con thỏ đeo vô. Đi học. Đeo vô. Mặc áo quần vô đã rồi mặc túi. Mặc áo quần vô chứ hả? Đây. Sao mặc cho bé đi, sao mặc cho bé đi. Con ơi, đây con được mặc áo nè. Rồi chùm vô nè. Ôi mặc vô nha con. Mặc nhọc. Quá trời đáng yêu luôn. Ôi còn cái bụng, từ từ.
Mặc vô, mặc vô. Tại đây tôi sợ cống cái bụng á. Ê, chen chen. Cô ăn vô nó ngồi ăn dễ sợ lắm. Mặt mấy nhìn cô teo cái gì. Chúng ta thấy dễ thương không các bạn? Còn gì không? Ủa, còn cái mũ thỏ. Ở trong đây còn cái mũ hình con thỏ nữa nha. Mũ hình con thỏ là mình mang vô. Mình mang thế này nè. Đây. Mang sao cho nó lộ hai cái tay thỏ nè. Đúng rồi, mình thò hai cái. Trời ơi, cái mũ nó còn nặng hơn cái đầu nó thôi. Cái mũ này hình như là hơi bị to quá rồi. Mang để sao mang? Con người ta sao thở? Trời ơi, trời ơi, mũi tụi lam mới lao nè, mũi để tôi mang. Ở đây á, thì mình đang có một cái gói là gói cà rốt các bạn ạ. Thỏ thường rất là thích ăn cà rốt giống như trong phim hoạt hình á. Nên là mình có mua thêm cái gói cà rốt. Thì cái này á, là chị chủ, chị ấy bảo đây là đồ ăn vặt của nó, hiểu không? Nó y hệt như con người vậy đó. Snack. Ừ, mình ăn cơm xong mình phải ăn bánh để ăn vặt, hiểu không? À, đó. Hay ha. Thì con thỏ nó cũng vậy, hiểu không? Nó ăn cái mỏ nó ăn nhìn ghét thật sự luôn á trời. Ghét dễ sợ. Nhìn cái mỏ nó ăn nhìn ghét thật sự. Đây chị, đây để mama Sammy đút cho con ăn nha. Ăn nha, ăn đi nè, ăn đi. Đút đưa vô miệng á là nó ăn. Đưa miệng. Con đang nhai, đang nhai. À, ta đang nhai, ta đang nhai chưa xong mà đút cho người ta rồi. Ăn đi. Ăn miếng đi con. Trời nó lè lưỡi rồi, nó lè lưỡi ra kìa. Ăn miếng nha. Thôi người ta no rồi, đừng ép ta ăn nữa, người ta ăn no rồi, mà ép ta hoài. Rồi, đó, xong ta chùi miệng ấy không, ta ăn rồi, xong ta chùi miệng. Sạch sẽ chưa? Người ta ăn xong người ta phải chùi miệng nữa, kiểu sạch sẽ nữa luôn nha. Ôi, dễ thương, dễ sợ. Simi ơi! Simi à! Hôm nay tôi có một bé bé mới muốn khoe cho Sim. À, tan 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 tan. Ừ, nó nhảy, nó nhảy. Simmy đang chơi game mọi người ạ. Ui, ui. Trời ơi, nó nhảy dữ quá. Sim ơi, Sim bế nó giúp tôi xíu được không Sim? Nó nhảy quá. Đừng sợ nha. Bé thỏ này á là một bé thỏ thuộc dạng là tai cục, Sim hiểu không? Nó sợ mà. Nó rung quá hả? Con này thì nó mới vừa, nó còn nhỏ, nó mới được có tháng tuổi à, cho nên nó rất là nhát người luôn. Ôi. Ôi, bạn đừng cứ bóp bụng nó, nó chết đó. Đừng bóp bụng nó. Kairon cũng có một con á, nhưng mà con Kairon là giống thỏ là lỗ tai nó dài, hiểu không? Còn con của Phong là lỗ tai của nó ngắn, ừ nó đang sợ đó. Thấy không? Simmy la dữ quá nó sợ mọi người. Đó, khoe vậy thôi, nói chung là khoe cho Simmy thôi. Simmy là Simmy nuôi robot, còn tôi là tôi nuôi con thỏ thiệt luôn nha mấy nick. Rồi. Ok. Đây rồi, chỗ này sẽ là chỗ để cho cái chuồng của bé thỏ của tôi. Yes. Thì như anh em cũng biết á, thì công việc của tôi là làm YouTube, cho nên là tôi ngồi máy tính khá là nhiều. Chính vì vậy cho nên là phòng của tôi á, ánh sáng với lại là thùng PC á, nó khá là nóng. Bởi vậy cho nên là tôi lúc nào cũng bật máy lạnh rất là to ở trong phòng. Cho nên chị chủ bảo với tôi á là em nuôi thỏ thì em nên bỏ thêm một tí gọi là rơm ở bên dưới đó, để cho thỏ nó ở trong nó đỡ bị lạnh, kiểu kiểu vậy. Thì tôi cũng có mua cho bé thỏ của tôi thêm một cái nhà bằng rơm nữa bạn ạ. À. Ê, cái nhà bằng rơm này thấy không? Thì tôi sẽ để nó dưới đây cho bé thỏ. Đấy, thì cái nhà bằng rơm này cũng chưa đủ gọi là cho bé thỏ ấm đâu. Cho nên là tôi sẽ lót thêm một số những cái rơm ở bên dưới nữa. Ok. Sẽ lấy đồ ra nè, xong tôi sẽ lót rơm vô. Đây, đây chính là hai bịch cỏ của bé thỏ của tôi đây. Đấy. Thì bịch cỏ này á là có hai loại khác nhau. Một bịch đó thì khi mà thỏ ăn vào sẽ rất là tốt cho lông của thỏ. Còn một loại thì khi mà ăn vào sẽ rất là tốt cho dinh dưỡng cái kiểu. Cho nên là chị ấy bảo tôi là hãy bỏ cả hai vào bên trong. Thì cái cỏ này á, ngoài cái việc mà sưởi ấm cho thỏ ra thì nó còn giúp cho thỏ ăn được luôn nha các bạn. Cái cỏ này cỏ này thơm quá ta. Thơm cái mùi gọi là cá heo. Ừ. Bỏ vô như thế nào ta? Là mình bỏ vô trong như thế này hả? Rải vô trong như thế này hả? Đó, tôi sẽ bỏ vào đây một ít cỏ như thế này. Cái này là loại tốt cho lông hay là cho dinh dưỡng gì nè. Đây là loại cỏ thứ hai. Đây, như các bạn đang thấy thì tôi lót xuống một ít cỏ như thế này. Đấy, để cho bé thỏ có thể ở trong đây ấm hơn. Và tiếp theo nữa thì tôi có một cái này. Cái này là một cái chỗ để cho con thỏ nó đi tiểu với lại là nó đi ị lên trên. Đó, nói chung là chị chủ bảo là thỏ nó cũng rất là thông minh, cho nên là có thể để cái này vô cho nó biết chỗ này là chỗ đi toilet thì nó sẽ đi vô đây. Đó. Ok, tôi sẽ để nó vào đây. Rồi. Còn cái này là cái chén cho nó ăn. Cái chén hình trái cam, bỏ đồ ăn đi cho nó. Tôi sẽ để ở đây luôn. Đó, nó ăn bên đây xong nó chạy qua đấy đi toilet luôn. Còn đây thì hồi nãy giới thiệu rồi, đây là cái nhà của nó, tôi sẽ xếp cái nhà của nó ra. Con thỏ của tôi thì nó sẽ có được một cái chỗ cho nó chui ra chui vào, nó làm nhà cái kiểu nữa cho nó đỡ bị lạnh. Đố anh em biết cái này là cái gì nè, anh em biết cái này là cái gì không? Thì chị chủ bảo với tôi là hãy mua cái này cho nó. Tại vì cái này nó giống như là mấy cục đồ ăn của nó các bạn. Nhưng mà nó sẽ gọi là cứng hơn, để cho con thỏ này nó mài răng. Mấy bạn cũng biết là mấy con mà nó có cái răng ở giữa, ta gọi là răng gì ta,
răng cửa dài dài á, thì nó sẽ đến một cái tuổi nó rất là đau răng, nó rất là ngứa răng và nó muốn được cắn cái gì đó. Cho nên chị chủ bảo tôi mua cái này. Cái này là cái dòng để cho nó cắn đó các bạn. Đó, thì nó sẽ cắn cái này. Ok, tôi sẽ treo nó ở đây đi. Rồi, bây giờ thì tôi sẽ để bé Thỏ và tôi vào trong đây. Đấy, có nhà mới ở nha con. Nó vừa vào trong là nó chui trong nhà liền luôn các bạn ơi. Rồi, mấy bạn có thể nhìn thấy là nó chui trong nhà, nó sống trong nhà luôn rồi, thấy không? Đấy. Nói chung á là con thỏ này của tôi thấy là nó khá là thân thiện, nó không có bị gọi là nhát quá, cho nên là nuôi nó cũng rất là ok các bạn ạ. Đấy, nhìn dễ thương không? Rồi ok bạn ạ, từ bây giờ thì tôi sẽ ngồi ở đây tôi làm việc nè. Sau đó tôi quay bên kia là bạn có thể thấy là bé thỏ tôi đang nằm ở trong chuồng đó. Đó chính là chuồng của bé thỏ. Còn tôi sẽ ngồi ở đây tôi làm việc. Lâu lâu mình quay qua mình nhìn nó một cái, cũng được á nhở bạn nha. Hoặc là tôi ngồi tôi xem phim hay gì đó, tôi sẽ bới nó ra tôi ngồi vuốt ve vậy nè. Đấy. Thì bây giờ cũng đang rất là tối rồi, trễ rồi, cho nên là tôi để cho bé thỏ vô trong cho nó ngủ. Chứ giờ cầm nó ra nữa thì sợ nó sẽ bị stress đó bạn. Đó, thì tôi để cho nó nằm cho nó ngủ luôn thôi, chứ lấy ra nhiều quá tội nghiệp nó. Ok, còn bây giờ thì tôi nghĩ rằng là tôi sẽ có một cái này muốn nhờ mấy bạn, đó chính là mấy bạn hãy giúp tôi đặt cho nó một cái tên đi. Hiện tại tôi vẫn chưa biết đặt tên cho bé thỏ này là tên gì hết, chứ mấy bạn nào có cái tên nào hay thì đừng quên là comment xuống bên dưới cho tôi biết nha. Và hãy đặt cho tôi một cái tên thật là hay nha các bạn, thật là dễ thương luôn nha. Ok, còn bây giờ thì video đến đây cũng rất là dài rồi, cho mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như bạn thấy thích video này, đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy ở bên kênh của Kairon để xem coi thú cưng của Kairon như thế nào nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau. Tạm biệt. Hello team, hello team.